Hello, hôm nay lên cho anh em một cái video này và chia sẻ cho anh em một trong những cái thủ thuật mà mình đã kiếm được cái thu nhập cực kỳ ổn định trên con SLMM này luôn. Đấy thì uh, như anh em thấy này, uh, rất là nhiều con SLMM đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mình lên cho anh em cái con SLMM chấm fan này. Thì nó sẽ lấy trực tiếp mã giao dịch của anh em cộng với cái mã mua mở nhé. Thì như anh em biết đấy cái mã mua mở nha, thì uh, có rất là nhiều con nó không công khai cũng như là không public cho mọi người đâu nhưng mà riêng cái con CLMM chấm fan này nó sẽ lấy trực tiếp từ một cái trang web mang tên là random.org nhá đây là một cái website cho kết quả ngẫu nhiên thì như anh em biết rồi cái trang web này cực kỳ lâu đời rồi luôn đấy thì hệ thống sẽ cài cho anh em từ 000 này tới 99 này nó sẽ cộng với cái mã giao dịch của anh em làm cái mã thắng thua nhá và khi mà anh em chơi ấy, mình nên đọc qua một chút thông báo về cái con này để tránh trường hợp mà anh em mất tiền oan đấy thì từ cái phiên bản này 4.0.16 này trước khi giao dịch anh em có thể xem một cái mã tham chiếu này thì cái mã này nhá nó trùng với cái mã dịch luôn đấy nên là nó không thể dựa nào dựa vào cái mã này được tất cả con xe mà hiện nay mình khẳng định với anh em luôn là không con nào lấy mã dịch làm mã thắng luôn nữa luôn con thì nó cộng mã dự thưởng này con thì nó cộng mã mô mô ẩn này con thì nó cộng mã random gì đấy đấy nhưng mà anh em không thể biết được nhá đấy, nhiều con nó giấu và coi như nó tự tạo ra mã luôn đấy anh em ạ anh em đánh 10 tay thì anh em thua đó 7 tay rồi thì uh, riêng cái con xe mà chấm phân này mình khẳng định với anh em luôn đó. mình đánh 10 tay mình sẽ ăn được 8 tay đấy và khi em chơi trên con xe chấm fan này anh em sẽ có là 10 cơ hội trả thưởng lên tới là hai lần nữa cơ cực kỳ ngon và mình chơi mình đọc qua một chút thông tin về cái con này để tránh trường hợp mà anh em mất tiền oan nhé đấy ok thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho em cách chơi con xe mà này, này điều đầu tiên ấy, anh em sẽ nhìn cho mình cái số cái số nào đang trạng thái hoạt động thì anh em chơi này thì đây à, full hoạt động đúng không thì tối thiểu chuyển là 6k tối đa là 5m anh em chỉ cần copy một trong những cái số ở đây thôi đấy và mình chuyển nhá thì nội dung khá đơn giản anh em sẽ chơi cho mình uh, trò chắn lẽ và trò tài xỉu là hai cái trò mình chơi chính này ở đây thì anh em có thể chơi cho mình uh, tài xỉu cũng được đấy mà chắn lẽ cũng được đấy tùy anh em nhé thì uh, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một tay nhá mình sẽ đánh bgg một đánh xỉu này không một hai ba bốn đúng không rồi thì bây giờ mình sẽ copy và mình sẽ test thử một cái trò này có như thế nào nhá thì mình sẽ vào trực tiếp vào momo của mình mình chuyển một trong những số điện thoại đang có trạng thái hoạt động ở đây đấy, khá khác đơn giản như vậy thôi và anh em lấy mã dịch mình kiểm tra này Ok nhé, sau khi mà mình đã chuyển xong này, nội dung này, BGG1 anh em thể thấy này. Và đây là mã giao dịch của mình, 878. Đấy, ok thì bây giờ mình sẽ copy cái đuôi 878 này để mình kiểm tra đối với cái nội dung BGG1 này là được hay là mất. Đấy, anh em chỉ cần uh, chuyển xong á, và mình lấy nội dung, và cũng như là cái mã giao dịch, anh em kiểm tra nhé. Thì hiện tại đây, đây, nội dung BGG1 thì mình kiểm tra cho anh em xem này. Ok nhé, sau khi mà quay trở lại con server 3.fun này, thì bây giờ mình sẽ dán trực tiếp nó vào đây. Đấy, cái mã của mình và anh em sẵn một kiểm tra nó sẽ ra kết quả cho anh em ở đây thì anh em có thể thấy này đây mã giao dịch cộng với mã mượn này thì nó ra cho mình đã kết quả là đuôi 602 thì nội dung bgg1 thì ván này anh em theo là một cái văn thắng nhá đấy mà khi mà mình đánh 20k cái ván này thì mình sẽ nhận được uh, hình như là để mình coi nó đã hoàn tiền về cho mình chưa nhá đấy chết thử cho anh em xem này Ok nhá, thì đây cái đuôi 903 à 93 à 093 này mình đã nhận được 38 38k đấy từ con xe kia. Thì như em thấy này khi mà mình đánh 20k mình nhận được 38k, khi mình đánh 10k mình nhận được 9k nhá. Đấy thì phí trên cái con xe là chấm này nó hơi cao một chút. Nhưng mà vì cái phí cao đấy nhá, thì cái độ uy tín của nó mới là cao nha bạn. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại mình cho anh em xem à, trên con xe là chấm fan này. Quay trở lại con app này á thì tại sao mà mình nói phí cao mà độ giao dịch à, độ uy tín của nó cũng cao. Khi mà những cái con CLM á cái phí à, cái tiền nhận của nó ví dụ anh em đánh TH1 đi thì đánh đánh chắn đi. Thì tố số tiền nhận của nó lên tới cho anh em là 2.1 hoặc là 1.99 hay cái gì đấy. Đấy. Thì những cái con như vậy nhá, tỷ lệ thắng của nó là cực kỳ thấp nên là nó mới ra kèo cho anh em như vậy. Đấy còn những cái con mà tỷ lệ thắng cao ấy, thì tất nhiên nó sẽ hạ cái giá tiền xuống một chút để nó còn lấy lãi từ cái phần phí giao dịch của anh em nữa đúng không đấy thì nên ấy, anh em chơi và tham gia thì anh em nên tỉnh táo một chút khi mà mình tham gia những con web sẽ như thế này nhá con nào mà số thừa nhận cao ấy, thì tốt nhất ấy, anh em nên bỏ ngay cho mình đấy còn con nào mà nó như cái thể loại này này à, anh em đánh 10 k mà anh em mất một k này thì đấy nó mới là lấy cái số tiền lãi đấy nó trả cho anh em khi mà anh em thắng ấy. đấy ok thì bây giờ khi anh em chơi thì mình nên test thử một vài tay đấy chứ không nên chơi một tay như thế này ở đây mình đã thắng được 20k thì bây giờ tiếp tục mình đã đánh thêm nội dung này. À, bây giờ mình sẽ chuyển qua mình đánh nội dung là TH1 nhá. Đấy 02468 này. Mình sẽ test thêm một vài ván nữa coi như thế nào nhá. Ok nhá, sau khi mà mình đã chuyển xong tiếp tục vào cái ván tiếp theo này thì đây mã giao dịch của mình ra đuôi là 079. Ok thì bây giờ mình sẽ copy cái đuôi 079 này. Mình sẽ kiểm tra trực tiếp coi đối với cái nội dung này này mình là được hay là mất này. Ok nhá, sau khi mà mình đã copy xong này thì bây giờ mình sẽ nhập và mình dán trực tiếp vào đây và anh em sẽ vào cái mục kiểm tra. Đấy thì ở cái ván này mã giao dịch này 079 này mã mô mẫu ẩn này 011 này Và kết quả cho mình 090 nội dung TH1 thì ván này mình lại thắng rồi đấy khá là đơn giản rồi nhá thì khi mà mã số cuối của mã giao dịch cộng với mã số cuối của mã mô ẩn này ra số 0 thì mình đã thắng là TH1 OK thì sau khi mà chơi hai ván này mình đã thắng được hai ván đúng không đấy đã nhận được 40k thì bây giờ mình sẽ test thử một ván đi uh, test lại một ván bây giờ mình sẽ đánh qua CK1 để coi là uh, tiếp tục là ván này nó mất hay là nó được này đấy thế anh chứ thử test cho mình nhá, những cái nội dung như thế này và xem coi tốc độ trả thưởng của nó là như thế nào nhé đấy hiện tại mình đã nhận tiếp là 38 k rồi ok bây giờ thử test nội dung ck 1 có như thế nào này ok nhé sau khi mà chuyển thành công này nội dung ck 1 thì đây mã của mình là ra đuôi là 284 nội dung ck 1 số tiền là 10 k thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lần này coi là nó ra như thế nào nhé ok sau khi mà mình đã hoàn thành xong giao dịch rồi đúng không đấy ck 1 này thì bây giờ mình sẽ dán trực tiếp vào đây và mình sẽ vào kiểm tra Ồ oh, cái tay này là tay thua nha ạ Khi mà, mà giao dịch cộng với mã mong ẩn nó lại ra cho mình là số 2 Đấy thì như mình nói lúc ban đầu á Là cầu bệt nó ra khá là nhiều nhưng mà đây mình test thử cho anh em như thế này thôi nhá Đấy thì khi mà chơi 3 ván thì mình đã được hai ván này và mình mất một ván nhá Thì ván này mình chỉ chơi là 10k thôi nhá Đấy cực kỳ khôn ngoan khi mà mình tham gia như thế này Ok thì uh, link web mình sẽ để ra phần mô tả nhá Ngoài ra anh em sẽ tham gia cho mình vào cái mục uh, group telegram lưu này để mình kiếm thêm cái thu nhập uh, Từ cái mục uh, AD tạo những cái vần nhỏ nhỏ nhá Đấy sẽ có thu nhập uh, cho anh Ok thì video của mình đến đây kết thúc nhé Anh em nào, nào muốn chơi tham gia thì link web mình sẽ để phần mô tả cho mọi người nhé Bye bye nha